Lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Vậy là mình tô màu xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp
Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Tôi mở bên này. Cái này cũng màu xanh nha.